xin mời chủ nhiệm là các cháu báo cáo này, báo cáo nhận xét là các cái hoạt động vừa qua rất là tốt, rất là rõ ràng, rành mạch và có những phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho tuần tới, tháng tới hay là về sinh hoạt theo chủ điểm, chủ đề, tôi thấy rất là hay, rất là đồng ý đề nghị cả lớp cho bác và lớp cho bạn trẻ một tay nào. Vậy là xong rồi. Vậy thôi. Bây giờ lên app lên mạng.